Xin kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kênh xin kính gửi tới quý vị nội dung Việt Nam và những điều nghịch lý nhất. Nguồn tin từ Facebook Lê Việt Đức. Sau đây là nội dung chi tiết. Cách đây 7 năm, giá dầu là 115 đô la trên thùng thì giá xăng là hơn 25.000 đồng. Hôm nay giá dầu 85 đô la trên thùng khoảng 12,5 nghìn trên lít thì xăng RON95 là 24.330 đồng trên lít. Nếu là một quốc gia nhập hoàn toàn thì người ta không tính đến. Nhưng Việt Nam lại là quốc gia xuất khẩu dầu mỏ. Vậy và người dân lại bị cảnh chém ngang lưng thì thật vô lý. Thu nhập trung bình ngày 200.000 đồng đổ một lít xăng hơn 10% mức thu nhập của người dân thì lại là điều vô lý nhất quả địa cầu này. ở Hàn Quốc, giá xăng tấp dỉ 1,3 đô la trên lít, nhưng thu nhập của họ cao hơn người Việt Nam gấp 10 lần và chính phủ Hàn đang có lộ trình giảm để hỗ trợ dân chống dịch. Điện cũng vậy, Việt Nam là quốc gia xuất khẩu điện, hàng năm dân từ bắc và nam chịu cảnh khốn cùng vì lũ quét. Lũ không phải do thiên tai mà do các đập thủy điện mọc lên như nấm một con sông có tới gần chục đập thủy điện. Vậy mà chính phủ lại bán giá điện cao vời vợi cho người dân tới 6 bậc lũy tiến. Người ta tính một công nhân làm ở nhà máy ngoài chi phí trả xăng cao ra, họ cũng chịu một khoản rất lớn do giá điện cũng gần 10% thu nhập hàng tháng. Quá nghịch lý. Nghịch lý là quá nhiều hội đoàn do đảng dựng lên, ăn quá nhiều ngân sách, hội nhà báo thì viết láo gây bất lợi cho dân. Hội nông dân thì chưa bao giờ lên tiếng để bảo vệ quyền lợi cho nông dân. Hội phụ nữ bảo vệ quyền trẻ em thì toàn bảo vệ cho bọn biến thái mỗi khi chúng làm càn quấy. Chưa kể tổ chức đoàn thể mặt trận tổ quốc trong đại dịch thì không thấy đâu, toàn dân tự giúp dân. Công đoàn thì lại bảo vệ cho doanh nghiệp. Nghịch lý nhất có lẽ là trường học bệnh viện trên thế giới này có duy nhất tại Việt Nam bắt dân phải tự lo hoàn toàn. Phí khám bệnh hay là học phí là gánh nặng cho toàn dân và cho cả xã hội. Trong khi trên thế giới đa số đều có ngân sách cho phúc lợi xã hội, dân đi học hay khám chữa bệnh hoàn toàn miễn phí. Ở Việt Nam, một người đi học đại học có khi bán cả ruộng vườn nếu không mắc bệnh mà vào viện có thể bán cả cửa nhà để mà điều trị mà chưa chắc được uống thuốc thật. Trong khi đó, thuế thì không thu thiếu một đồng của dân. Nghịch lý tới mức cười ra nước mắt là quan chức chưa có bằng cấp 3 mà đã có bằng đại học. Chưa học hết cấp 3 mà làm tới chủ tịch huyện. Còn giáo sư, tiến sĩ nhiều như lá mùa thu Nhưng không có nổi một kế sách hoạch định phát triển đất nước nào đáng kể Quan chức thì ra giả chống Mỹ, chống tư bản và thề nguyện theo đảng chọn đời Nhưng mà khi leo lên ghế thì ai cũng tìm cách vơ vét để gửi con cái qua đó để du học Và khi có biến lại chạy sang Mỹ, sang tư bản để mua nhà, mua quốc tịch Người dân đi làm cu ly khắp thế giới nhưng quan chức suốt ngày tự sướng về Việt Nam đó là quốc gia đáng sống. Dân người ta chỉ nuôi một bộ máy nhà nước tinh gọn và làm việc hiệu quả. Nhưng mà dân Việt Nam không chỉ nuôi bộ máy lớn nhất hành tinh mà nuôi cả hai bộ máy song hành, đó là nhà nước và đảng. Nói là năm 2020, Việt Nam là quốc gia công nghiệp, nhưng tới bây giờ đang tính toán để xin nhập 37 toa xe lửa phế thải của Nhật để về xem như là điều vĩ đại, vinh quang. Miệng nói là tôn trọng luật pháp, nhưng mà quan sai thì chỉ có xin lỗi dân, còn dân sai thì bắt bỏ tù. Trộm 8 con gà, dân đi tù 3 năm, quan tham ô hàng trăm tỷ, thất thoát ngàn tỷ thì chị bị khiển trách. Việt Nam là một quốc gia có quá nhiều điều luật, có thể nói là dừng luật, nhưng mà đảng chỉ thích xài luật rừng một chú chó của đảng viên công an đâm vào xe của dân thì bắt dân đền bù. Nhưng 15 chú chó của dân bị sát hại trái luật thì coi như nhầm. Điều nghịch lý hơn có lẽ là khi 15 chú chó bị sát hại, cả nước thương tiếc, đau xót. Còn quan chức mà khi chết thì dân mở tiệc ăn mừng, hoan hỉ. Chắc mình phải sống như thế nào nên mới vậy chứ hả? Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bài viết việt nam và những điều nghịch lý nhất nguồn tin từ facebook lê việt đức đến đây là kết thúc trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi xin kính chào tạm biệt xin hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung sau